Thông tin tại huyện Côn Đảo sẽ tiếp tục chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Thưa quý vị, với tinh thần chống dịch như chống giặc, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo cũng không quản ngại khó khăn hiểm nguy, phát huy tinh thần xung kích trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, quyết tâm giữ vững vùng xanh an toàn cho huyện đảo. Ngay từ cuối tháng 6, khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo cùng với đồn biên phòng Côn Đảo, công an huyện đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện thành lập 8 chốt kiểm soát phòng dịch với hơn 80 cán bộ chiến sĩ chốt chặn 24/24 giờ tại các bến cảng, các tuyến đường dẫn vào trung tâm huyện nhằm kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa phương. Gần 3 tháng qua, bất kể ngày đêm, nắng hay mưa, cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo cùng các lực lượng chức năng luôn kiên trì bám chốt, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, không để sót lọt bất cứ một người nào xâm nhập vào Côn Đảo nếu không đủ điều kiện an toàn phòng dịch. Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện cũng tăng cường lực lượng của chúng tôi là cán bộ quân nhân chuyên nghiệp để tham gia trực chốt, để nâng cao hơn cái tinh thần trách nhiệm trong cái công tác kiểm tra kiểm soát. Ban chỉ huy cũng quan tâm rồi cũng chia sẻ những cái khó khăn, thường xuyên động viên, gặp gỡ, rồi giao nhiệm vụ cụ thể để chúng tôi cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà trực chốt bảo đảm 24/24. Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo cũng đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện thành lập 2 cơ sở cách ly phòng dịch tập trung tại tiểu đoàn bộ binh 2 và tại đại đội pháo binh 8 với khả năng tiếp nhận cách ly gần 400 người. Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo còn chủ động xây dựng kế hoạch phương án triển khai nhiệm vụ trong cơ sở cách ly tập trung. Kể từ khi thành lập từ đầu tháng 6 đến nay, các cơ sở này đã đón 120 công dân đến cách ly theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Đơn vị đã tổ chức phân công các cái tổ nhóm công tác luôn luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ là trong khu vực cách ly, tổ chức là tiếp nhận các cái dụng cụ vật chất là đảm bảo trong quá trình là cách ly, rồi tổ chức là đảm bảo công tác hậu cần ăn uống cho bà con ở trong khu cách ly. Trong quá trình thời gian cách ly thì bà con luôn luôn là phấn khởi, niềm nở, vui vẻ cùng với cán bộ chiến sĩ là cơ bản là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đơn vị cũng làm tốt cái công tác là quán triệt, giáo dục, nhắc nhở anh em là đảm bảo đúng cái quy định trong phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các cơ quan trên địa bàn, Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo đã tổ chức những chuyến xe nghĩa tình đưa hơn 30 tấn gạo và nhu yếu phẩm đến 1.475 gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng là thắt chặt hơn nữa tình quân dân nơi đảo xa. Được sự chỉ đạo của Ban chỉ huy kết hợp cùng với ban ngành đoàn thể của huyện Côn Đảo mình, thì cũng như là đối với lực lượng vũ trang huyện Côn Đảo theo cái sự kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư và cả nước là chung tay là để mà cùng chung tay để mà một góp một phần sức của mình để cùng nhau đẩy lùi cái bệnh COVID. Cũng như vừa rồi theo cái lời kêu gọi của đồng chí Bộ trưởng Bộ Phòng thì toàn quân phải tham gia tích cực trong cái phòng chống dịch COVID. Hôm nay thì đi với lại đoàn thì cũng đã góp một phần công sức của mình, là cũng như là để mà cùng hỗ trợ cùng bà con vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Tích cực phòng chống dịch, Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo vẫn chú trọng triển khai các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ cùng với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tuyến đường biển thì đến giờ phút này quản lý là rất là chặt, tốt và đảm bảo. Đến giờ phút này thì riêng huyện Côn Đảo vẫn giữ được vùng xanh, chưa có trường hợp nào mà F0 xảy ra trên địa bàn. Toàn bộ tất cả người dân ở đây là cũng rất yên tâm. Là vùng xanh an toàn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, không có ca lây nhiễm COVID-19, huyện Côn Đảo đang từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong quyết tâm bảo vệ bền vững vùng xanh.